Thưa quý khán giả, chiều nay Tổng cục Thống kê tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự có lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 63 cục thống kê trong cả nước. Tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà cùng tham dự. Cục tổng điều tra đã thực hiện qua hai giai đoạn. Đến thời điểm này đã hoàn thành thu thập thông tin của 98,96% doanh nghiệp, 99,72% đơn vị sự nghiệp, 98,62% đơn vị hiệp hội. Có 4,97 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được thu thập thông tin, đạt 96,6%. Khoảng 175.000 cơ sở hiện đã ngừng kinh doanh hoặc không còn tại địa phương hoặc không thể liên lạc được, tương đương 3,4% tổng số cơ sở khi lập bản kê. Tổng điều tra cũng đã hoàn thành thu thập thông tin của 46,8 trên 47.000 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, đạt 99,57%. Đến thời điểm hiện nay, công tác tổ chức thực hiện thu thập thông tin, tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính đã kết thúc theo đúng kế hoạch. Tiếp theo sẽ chuyển sang giai đoạn hoàn thiện dữ liệu và biên soạn các kết quả chính thức của tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính theo kế hoạch của phương án đã được ban hành.